Lịch thi đấu World Cup 2018 Gia Il là cường quốc bóng đá số 1 thế giới trong khoảng thời gian rất dài. Từ năm 1958 đến 2002, sắc vàng xanh bao phủ thế giới túc cầu. 12 kỳ World Cup được tổ chức và đội tuyển quốc gia nước này có tới 5 lần đăng quang, gần như đều bước vào mọi giải đấu với vị thế ứng cử viên vô địch và khiến mọi đối thủ e sợ. Chỉ có chuyện các đội tính toán để tránh Brazil chứ Brazil chẳng ngán đối thủ nào. Để có được vị thế ấy, bóng đá ở Brazil chẳng khác nào một thứ tôn giáo. Nhưng chú bé cầu nguyện hàng đêm và chơi bóng hàng ngày, mọi nơi trốn đều có thể biến thành sân bóng. Pelé, Gazinha, Zico, Ronaldo đều lớn lên trong cái nôi văn hóa thấm đẫm niềm đam mê túc cầu đó rồi đi vào lịch sử bóng đá. Và ví von một cách hình ảnh, Brazil như một đỉnh núi cao sừng sững khiến tất cả phải ngước nhìn. Nhưng, trong thời đại thế giới phẳng, bóng đá cũng trở nên phẳng dần và khoảng cách giữa Brazil và các nền bóng đá khác cũng dần bị san lấp. Các công nghệ đào tạo, phương pháp huấn luyện hay đấu pháp chiến thuật dần bão hòa giữa các nền bóng đá. Bên cạnh đó, yếu tố bất ngờ trong bóng đá cũng dần mất đi, bởi các tài năng đã được soi từ thuở thiếu thời chứ không phải đợi đến lúc lên đội 1. De Gea tỏa sáng một phần nhờ Fernandinho, đấy chính là một trong những trở lực lớn đối với riêng nền bóng đá Brazil. Đầu tiên, cách đào tạo bài bản giáo trình làm mai một chất ngẫu hứng đã trở thành thương hiệu dâu Gabonito trong cách chơi của các cầu thủ xứ sở Samba. Ngay cả Neymar, cầu thủ ngẫu hứng nhất của nền bóng đá Brazil hiện tại cũng chưa thể đem đến cảm hứng như Ronaldo, Ronaldinho hay Gazinha. Tiếp đến, một trong những yếu tố đặc biệt giúp Sơ Cao thống trị World Cup là sự bất ngờ. Pelé và Gazinha bây giờ là huyền thoại vĩ đại, nhưng trước khi World Cup 1958 diễn ra, liệu bao nhiêu đội bóng biết hai chàng trai đôi mươi này là ai? Ronaldo năm 1994, dù không ra sân, hay Ronaldinho năm 2002 cũng là những trường hợp như vậy. World Cup 2018 này, liệu Brazil có cầu thủ nào là nhân tố bí ẩn? Neymar chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh thế nên, với nguồn lực hữu hạn của bóng đá Brazil hiện tại, nếu so với những gì nền bóng đá Bỉ đang có, thất bại của Sơ Cao tại trận tứ kết vừa qua là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nếu ai trách El Vitis, hãy nhớ với đội hình gần như tương tự, Brazil thậm chí còn thua tan tác 1-7 trước Đức ngay trên sân nhà. Không chỉ vậy, trận đấu vừa qua Brazil còn mất máy quét KMI. Thiếu đi tấm lá chắn trước hàng phòng ngự này, tuyến giữa của Brazil dễ dàng bị một De Gea đẳng cấp và xuất thần đột phá. Fernandinho không đủ mạnh mẽ để chặn đứng đồng đội tại Man City mà pha làm bàn của De Gea chính là bằng chứng nhãn tiền. Bên cạnh đó, hãy nhìn cách hành xử của Neymar khi đội nhà bị dẫn bàn để thấy thủ lĩnh Sơ Cao hiện tại chưa đủ tầm để dẫn dắt đội bóng qua thời. Điểm khó khăn. Nói cách khác, trận thua 1-2 trước Bỉ phản ánh điều rằng Brazil chưa đủ mạnh về con người lẫn ý chí để trở lại đỉnh thế giới. Hoặc nói cách khác, Brazil sẽ luôn là ứng cử viên vô địch World Cup với nguồn lực hùng hậu, nhưng nếu muốn xóa đi ba chữ ứng cử viên, Brazil phải tìm lại chính mình của ngày xưa cũ, một Brazil ngẫu hứng, bất ngờ nhưng cũng đầy bản lĩnh. Bản tin World Cup mùng 7 tháng 7, DT Anh đón tin xấu trước trận gặp Thụy